Rồi, xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị nha. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với nhau, sẽ mới đến một cái chủ đề nó liên quan đến chủ đề cũ cách đây vài hôm mình đã có thực hiện, đó chính là chủ đề cục cấp nước, hay gọi là rờ lẽ cấp nước. Và nó đây, một đống ở đây mình chuẩn bị cho các bạn coi. Ở đây là Toshiba nha, và ở đây là cái con Panasonic loại 2 motor. Tất cả đều là đồ zin mình lấy ở trong cái kho mình ra. Thì có lần trước có những rã những cái bộ đồ ở đây của người xanh vô đơn, xanh vô này, xanh vô của cấp đơn ha. Ở đây cũng vậy luôn, một số cái xanh vô đó, nó giống giống nhau, vì cái này sử dụng chung với LG được. Có còn cái xanh vô, còn cái Toshiba đôi nè quý vị coi không, đây tuổi Toshiba nó khác với cái thằng xanh vô ở chỗ cái cấu tạo ở cái phần này nha quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ không nói về cái vấn đề mà cấu tạo của nó, mà chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về cái vấn đề sửa nó bằng cách mình sẽ bung những cái chi tiết bên trong ra đây để cho các bạn xem. Tại vì vài hôm trước có một số anh em có coi, có xem video thì anh em có để lại cái lời comment là chỉ với tôi cái cách làm sao để mà bung tháo cái này ra, nên rã cho tất cả để các bạn xem. Thì hôm nay tôi đáp ứng yêu cầu đó. Còn các bạn nào có xem video mà có nói rằng anh không biết làm này kia nọ, không biết đi dọc phá tầm bậy tầm bạc, thì xin thưa, tôi làm nghề sửa chữa máy giặt, không phải là không biết. Tại vì mỗi một cái chủ đề là nó có một cái ý nghĩa, có một cái ý đồ mà tôi muốn truyền đạt đến trong đó. Tại cái chủ đề trước mà về cái vấn đề về cục cấp này, là cái hiện tượng của máy Toshiba này, đằng đây máy Toshiba mono, đằng kia kìa, đó thấy không, đó máy Toshiba đó, đó thì là cái hiện tượng của nó là hiện tượng nó cấp nước yếu, cấp nước vào bị yếu à, thì mình cần phải đi vệ sinh cái lưới lọc. Thì đó là cái mục đích của tôi truyền đạt đến. Còn ngày hôm nay không, giống như thể theo cái yêu cầu của các bạn, theo cái yêu cầu của một số người xem, trong đó có một cái bình luận là chê trách tôi là không có biết làm gì cả, đại khái là không biết làm, không biết bung ra, thì xin thưa không phải là không biết, mà có một núi đồ như thế này nè, một đống đồ tương tự như thế này, mà tôi chỉ lấy một số đại khái vậy thôi. Còn có những cái loại mà bốn motor nữa nha quý vị, làm cho quý vị coi cũng được, nhưng mà làm để cho các bạn biết là cái chuyện bung rã ra là nó thuộc một cái chủ đề khác, một cái ý nghĩa khác ha, một cái câu chuyện khác rồi. Thì ngày hôm nay mình sẽ bung ra và hướng dẫn các bạn biết là trong đây nó có những cái loại màng lọc và những cái loại cái cục 500 lên xuống như thế nào và cuộn dây nằm ở đâu, mình sẽ hướng dẫn các bạn hết. Thì khi mà bây giờ quay lại chủ đề này, thì hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một cái chủ đề là nếu như cái trường hợp mà cái rờ lẽ cấp nước này bị hư, đôi có, đơn có, và này Toshiba đơn, đôi luôn, thì chúng ta mở làm sao, hoặc là cái tình trạng khi mà cái hiện tượng cái máy giặt của chúng ta đó nó bị rỉ nước ra, giống như là sau khi đã ngắt điện rồi, tắt máy rồi, tại sao nước trong cái cục cấp nó vẫn rỉ tỏn, nói chung là không có hoạt động máy mà tại sao nước vẫn rỉ. Thì xin thưa, cái nguyên nhân đó được gây ra bởi cái cục cấp nước này. Thì bên trong nó có một cái kia bằng cái màng, một cái màn lọc, một màn xếp bằng cao su màu đen. Thì cái màn đó lâu ngày do bị đóng phèn hoặc bị vướng những cái món đồ lặt vặt nào đó, hay những cái con côn trùng nó vướng vào đó, nó không có đẩy kín ra được, đâm ra nó bị rỉ nước. Thì ngày hôm nay mình sẽ mở ra hết cho quý vị coi. Bây giờ trước tiên chúng ta sẽ tháo bung cái chi tiết này ra đối với cái cục cấp của cái thằng Sanjo mà là một motor nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ tháo cái cục cấp hai motor của thằng Toshiba. Các bạn lưu ý nha, cấu tạo của thằng Toshiba này, cái này, cái mặt này nè, cái đoạn đó, chỗ này nè, cái đoạn đầu dưới đây nè, nó khác với cái thằng Sanjo. Sanjo thì nó trơn liền và nó dài, còn thằng này cái lột 2, 3, nó tới 3 ngấn là quý vị lưu ý nha, nó khác nhau chỗ đó. Mặc dù cái hình hài nó tương tự gần giống nhau, nhưng mà khi gắn vô xài không có được, chúng ta hãy lưu ý. Rồi ngày hôm nay mình sẽ tháo cái này ra ha. Ok nha quý vị. Rồi, để quý vị coi luôn, mình sẽ tháo để cho quý vị xem để làm sao mà tháo. Đây, nó nằm đây, đây đó, như thế này thì dễ hơn. Rồi đại khái mình sẽ bung trước tiên á, mà để mà tháo nó đó, thì chúng ta sẽ quan sát coi nè, cái này bốn, còn ba, bốn ốc, 1, 2, 3, 4. Các bạn lưu ý nha, khi mà chúng ta tháo ra, thậm chí khi chúng ta đặt nó vào á, thì chúng ta siết làm sao cho nó ngay, cho nó đều, giống như cái chiều của thằng motor nằm ở đây, thì chúng ta hướng cái chiều nằm đây luôn. Đúng ra phải có cái cây bút lông, để mình cái bút lông mình dặn. Và ở đây có bút lông nè, chúng ta lưu ý nha, cái chiều của cái hướng cấp dây ấy, nó nằm ngược vậy, thì chúng ta bút lông đánh dấu chỗ này, đây đó, mình đánh dấu như thế này để một chút xíu á, khi mà chúng ta lắp trở lại á, mình không có làm ngược, lộn chiều, mình không có làm ngược chiều, đúng cái vị trí của cái hướng dây đi lên luôn, thì khi đó chúng ta lắp mới đúng cái hướng của họ, cũng cái máy yêu cầu. Chứ để thôi mà mình gắn không đúng mình sẽ mất nhiều thời gian, rồi khi gắn vô nó không có đúng khớp thì lại kẹt nữa. Bây giờ mình đang mở nè quý vị, mình mở nó ra,
Rồi đại khái mình sẽ cho các bạn xem trong đây nó có cái gì, tại sao lại tháo nó ra, để mà xử lý trường hợp mà tháo nó ra nhằm mục đích gì. À, xin thưa quý vị các bạn, mình chỉ tháo cái motor gọi là cuộn dây nằm đây và cái những cái linh kiện nhỏ nhỏ nằm ở bên trong này. Chỉ khi nào cái máy của mình bị cục cấp nước mà nó bị rò rỉ, có nghĩa là nó không có kính hơi á, thì chúng ta tháo ra để chúng ta kiểm tra hoặc là xử lý cái việc không kính hơi đó. Còn cái trường hợp mà như chủ đề trước mình có trao đổi với các bạn đó, cái trường hợp nó bị là bị khác ha, một cái căn bệnh khác, một cái căn bệnh là nước cấp vào bị yếu, hoặc là cái trường hợp là không cấp vô. Còn cái trường hợp mà chúng ta đang tháo ra đây là một căn bệnh hoàn toàn khác biệt luôn. Căn bệnh là căn bệnh mà mình đang làm là căn bệnh rò rỉ nước nha quý vị. Là mình biết, mình sẽ chia sẻ các bạn tại sao cái nguyên nhân nào mà rỉ nước trong khi cái máy không hoạt động. Bây giờ trước tiên nó gồm hai phần. Đây cái cuộn dây màu đen là quý vị, cái cuộn dây nó được thiết kế âm, nhà sản xuất người ta thiết kế cho rồi, và nó cuộn dây điện nằm ở trong đây, người ta đổ nhựa ha, nó âm luôn. Và các bạn xem mình mở ra nha, đây cuộn dây nằm ở trong này, đây là cuộn dây cấp điện vào đây nóng nguội, và ở đây có miếng 500 miếng kim loại. Còn ở trong này là một thanh lò xo 500 lên xuống. Khi mà điện nó cấp vô ha, điện nó cấp vô thì cái cuộn dây đồng hoạt động nó làm cho cái lò xo trong này nhảy lên và nước bắt đầu đi theo cái đường này nè, cấp xuống. Quý vị hiểu không? Rồi cái trường hợp khi mà cái này nó bị không có kính, đây quý vị coi, đây cái thanh lò xo nằm đây và đây cái màn lọc nè quý vị nha, đây là cái màn lọc. Thì chúng ta hiểu một điều như thế này, khi mà cái thanh này nè nó đóng không có kính nha quý vị, và cái màn này nó bị bụi dơ trong này đó, nó bị bụi bám ở trong này nè, nó không có kính ở đây, thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là bị rỉ nước đi ra ngoài. Ví dụ cái ống nước cấp vô đây nó rỉ ra ngoài ha, nó không có giữ kín được, thì cái màn này nó đóng cái vai trò đó nè. À bây giờ mình sẽ ở đây, trước tiên mình sẽ coi các bạn coi, đây cái thanh 500 nằm đây. Khi mà cái 500 á, cái cuộn điện á, cái cuộn dây điện nó nằm vậy nè, đúng không, nó cấp điện vô bắt đầu nó tạo một cái từ tính, nó làm cho cái thằng này nè hít lên không, và nước sẽ tràn vào trong đây, nó trôi ở đây và nó xuống ở đây, nó không có giữ lại, và khi ngắt điện đi bắt đầu nó đẩy trở lại, nghĩa là cái cuộn dây để mất điện nó đẩy trở lại, nó làm cho cái nước, nó làm cho cái cục này kín hơi, không có cấp nước cho cái máy. À quý vị hiểu ý tôi không? Đây ở trong đây có cái lò xo nha quý vị, đây có cái lò xo nè, ở đây là một cái thanh kim loại hút lên, và đây có lò xo. Khi chúng ta ráp chúng ta cũng nhớ nha, mình bỏ lò xo vô đây trước, đây có lò xo nè, bỏ lò xo vô đây trước đây, sau đó mới thanh này, và cái mặt đen là đen cao su này nằm ở trên đó, nó nhúng nhúng vậy nè. Đó, quý vị lưu ý nha, mình ráp phải đúng nha. Hai con này, cái loại mà motor Toshiba này cũng tương tự như vậy luôn đó, để làm cho các bạn biết được cái mỗi một cái chủ đề mình ra là có một cái ý nghĩa khác nhau ha, một cái chủ đề khác nhau, một cái video thực hiện như đó. Bây giờ chúng ta sẽ kiếm cái vật gì đó mình nại ra, nại cái thanh, nại cái miếng ron này ra. Thì khi các bạn biết không, lâu ngày chúng ta cần vệ sinh, thì vệ sinh cái cách kia là vệ sinh cái lưới để cho nước nó được vô nhiều, còn mà vệ sinh cái này á là vệ sinh cái tránh tình trạng bị rò rỉ nước. Nó hoàn toàn khác biệt hai cái chủ đề nha. Thì các bạn nào có comment á thì bạn đó nên coi kỹ lại, tại vì bạn không có rành, nếu mà bạn biết nghề thì bạn sẽ không bao giờ comment như vậy ha. Đây mình sẽ lấy từ từ, thì vô tình cũng nhờ cái comment của bạn á mà mình quyết định làm cái chủ đề ngày hôm nay. Trong kho đó một đống rồi nè, mình lôi ra thôi, sóc nó. Các bạn coi nè, đây là cái phốt, cái ron, đúng là gọi là cái ron giữ lại, nó nằm ở trong đây nè, các bạn thấy không? Đó, nó nằm giữa kính đây, nằm như vậy. Nhưng mà lâu ngày quá, lâu ngày cái lượng mà phèn á, phèn với bụi á, nó sẽ bám ở trong đây. Đó, nó bám ở trong đây, nó làm cho cái ron này không có giữ kính được. Có nghĩa là thay vì nó đậy kính vậy đi, thay vì nó đẩy kính vậy lại nhưng mà nó bị hở lên chút xíu đó, thay vì đẩy kính vậy nè, đã đẩy kính này nhưng mà nó hở đi chút xíu, làm cho cái lượng nước từ bên ngoài nó tuồn đi vào bên trong không cần phải cấp điện. Các bạn hiểu không? Đó là hiện tượng mà trong cái nghề mình hay gọi là hiện tượng là máy nó không có giữ nước được, nghĩa là nó vô liên tục, dù giặt hay không giặt hay là có điện hay không có điện nó vẫn vô, thì cái đó là cái hiện tượng không có giữ nước, có nghĩa là nước vô liên tục ào luôn ha. Quý vị coi bên trong cấu tạo của nó nè, nó đơn giản thôi, cấp nước trong đây ra ở dưới này ra đây để bắn nước vô trong cái thùng máy giặt của mình. Rồi đại khái là như vậy thôi, làm cho quý vị coi cái video này chút xíu mình sẽ làm cái bên đây luôn, để cho các bạn nào mà có comment á
ha, bạn hiểu hơn về cái vấn đề mà mình chia sẻ trong mỗi cái chủ đề của mình nha quý vị. Đây là như vậy, chúng ta cố gắng lắp đúng cái chiều nha. Có bạn nào lắp ngược đi, lắp ngược á nó như là thế này là nó khác nha, là có nghĩa là các bạn nó chảy nước vô liền tì tóc luôn ha, là nó bị sự cố rồi. Chúng ta phải gắn đúng cái chiều, đóng đúng lúc chúng ta mà tháo ra ha, đại như vậy. Rồi sau đó cái này nè, cái để chúng ta để như thế này, đừng có ấp nhè, để ngang này nè, để chúng ta đưa nó vô cho nó dễ hơn, và để đúng như chỗ này ha. Rồi đảm bảo nó phải kín như thế này. Sau đó chúng ta nhìn đi cái màu, cái màu mực hồi nãy mình có đánh dấu á, mình coi nó nằm ở hướng nào đó, rồi bắt đầu mình ráp nó vô như thế này. Đây cái màu mực này, cái màu mực xanh đây nè, nằm mực xanh nằm đây luôn. Chúng ta ráp đúng cái màu mực để chi, đúng cái chiều đó, nó vậy thôi. Rồi mình siết ốc nó lại để mà thử coi nó kín hay không. Chút xíu chúng ta sau khi siết ốc á, mình sẽ thổi bằng miệng à, mình thổi bằng miệng. Nếu như cái này nó kín ha, cái ron này nó kín á, thì nó sẽ không có cho cái hơi mà mình thổi nè, không có cho cái hơi nó đi ra ngoài đây, hiểu không? Còn nếu như mà nó không kín thì cái hơi nó sẽ lòi đi ra ngoài. Đó là cách thử bằng miệng. Còn để mà chắc cú á thì chúng ta thử bằng cái vòi cấp nước trực tiếp luôn. Này nè, thì cũng xin nhắc lại để chia sẻ với quý vị, đây là hai cái chủ đề hoàn toàn khác nhau. Cái bệnh kia là cái bệnh khác, còn cái bệnh mà tháo rời cái này ra để vệ sinh đó, là một cái căn bệnh khác nữa, nó không có liên quan với nhau ha. Đó rồi sau này á, nếu mà được thì mình sẽ chỉ với các bạn tại sao có những cái con hiệu Samsung á, là chúng ta không có được thay cũng không cần gấp. Tại sao khi mà đi sửa bo cái máy giặt Samsung cần phải thay luôn cục cấp nước? Tại vì cái máy giặt Samsung á, nó có một cái đặc thù, khi mà cái bo nó bị chết tua linh kiện, điều đó cũng có nghĩa là cái cục cấp nước nó bị chạm rồi. Các bạn có sửa bo rồi mà không có thay cục cấp nước, không có thay rờ le cấp nước mới, đảm bảo một ngày hai ngày bị nổ nữa, nổ y chang ngay chỗ cũ luôn. Bây giờ đơn giản thôi, tại vì mình đã bị tình trạng nó nhiều lần rồi cho nên mình biết, chứ không có gì mà hay ho hết trơn á. Rồi là lưu ý nha, con Samsung là nó hơi đặc biệt chỗ đó, cho nên khi mà đi sửa máy giặt mà gặp máy giặt Samsung á, nói chung á là rất là ngán, không phải là ngán mà là làm thì biết rằng nó rất là dễ bị tái trở lại, mà nó bị bệnh này xong đã đời bị bệnh kia. À, bây giờ mình siết chặt hết nha quý vị, đảm bảo là bốn cái đầu này đều chặt hết luôn. Đây, đặt chặt hết nha. Các bạn lưu ý nha, chúng ta siết cái này, cái hướng này màu mực xanh là nãy còn nè. Cái màu mực nằm đây nó ăn chung cái đây nè hả? Màu mực xanh nó còn thì chúng ta phải siết đúng cái hướng. Rồi. Bây giờ mình sẽ thử nè. Mình sẽ thử bằng cái miệng mình thổi. Nếu như cái chỗ này nè nó bị xì hơi ra ngoài thì điều đó có nghĩa là cái phốt hồi nãy, cái phốt đen hồi nãy đó nó không có kín nha, tại do lâu ngày. Còn nếu như chúng ta thổi mà nó kín hơi, có nghĩa là cái cục cấp này giữ kín nước. Mình sẽ thổi. Ok, đảm bảo các bạn không có luôn. Nghĩa là tại hồi nãy mình lấy cái cục này từ trong cái kho đồ cũ ra, thì tất nhiên những cái linh kiện này mình đều phải test qua hết, test bằng cơ, test bằng nước, test này test thực tế luôn đó. Nhưng mà hôm nay làm cái video để các bạn biết được mỗi một cái video mà làm là một cái triệu chứng bệnh nó khác nhau, thì ai xem thì sẽ hiểu hơn, ai mà có trong nghề chút xíu thì sẽ hiểu cái ý đồ của mình muốn truyền đạt. Rồi sẵn đây mình sẽ mở bung cái con Toshiba cấp nước đôi này, thì các bạn cũng làm tương tự thế thôi, đôi đơn hay là ba gì cũng vậy cả, cũng đều quy trình y chang vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái động tác là đánh dấu nha các bạn. Mình đánh dấu nè, ví dụ như chỗ này mình sẽ đánh dấu một dấu mực nằm đây, đây nằm đây, đánh dài vậy đi luôn. Để làm chi biết không, để chút xíu khi mà chúng ta ráp lại nó không có bị lộn cái hướng, đợi thì điều đó nó giúp cho chúng ta đỡ tốn thời gian. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở một cái này ra, 1 2 3 4 6 con ốc, 6 con ốc để mở cho các bạn coi. Sáu con ốc, thì cái con đơn này nó cũng chăng giống như là cái con đôi thôi, chẳng con đôi này giống như con đơn thôi, bạn chẳng có gì khác nhau. Thì những cái cục cấp nước đều y chang, nhưng các bạn lưu ý nha, có những cái cục cấp nước của con LG Inverter á nha, thì đó là nguồn điện, là nguồn điện DC. Còn hiện tại đây phần hầu hết là nguồn điện đó là nguồn điện AC, cho nên cái việc thử cũng đơn giản thôi, mình cấp điện 220 vô là mình biết được nó có bị hư hay không. Còn đối với những cái con mà inverter LG, Samsung, Toshiba hay là Panasonic gì đó, nói chung là inverter
thì các bạn phải lưu ý kiểm tra lại coi coi cái cục cấp. Chứ nếu như mà là điện DC mà chúng ta cấp nguồn điện xoay chiều AC vô thì nó banh mẹ đó rồi. Ha quý vị ha. Rồi, mình đại khái mình sẽ mở này ra cho các bạn xem. Sẵn đây chia sẻ cái kinh nghiệm luôn, nếu như mà chúng ta thực hiện cái việc này sau khi tháo ra mình kiểm tra và mình vệ sinh sạch sẽ, mình gắn lại mà cái hiện tượng nước nó vẫn còn rò rỉ thì một cách duy nhất không đỡ mất thời gian nhất, thay cái mới đi là ok, là khỏi phải suy nghĩ ha. Còn tất cả những gì mình làm video này để hướng dẫn các bạn hiểu hơn, có thêm kiến thức để chúng ta có thể tự làm tại nhà, ok ha. Mình tháo ra đây, hồi nãy mình đánh dấu mực ở đây nha các bạn, lưu ý nha. Đây nó cũng giống như cái kia thôi. À, đây nó là vậy. À, đây có phèn nè. Đây các bạn thấy không? Nó dính chung nè. Ở đây nó có bắt đầu có dấu phèn nè. Rồi, mình cũng tháo ra mình kiểm tra. Đối với một số cái tình trạng mà nó bị á, thì chúng ta nhìn cho ta biết nha. Đây, đẩy ra. Tháo ra luôn. Nó cũng y chang như thế thôi. Thì cái chức năng hoạt động của cái này nó hơi bụi nè. Cái chức năng hoạt động của nó cũng y chang thôi, đây gọi là le cấp nước thì cái nào cũng như cái nấy. Nhưng mà ý là mình làm cái video này để các bạn hiểu một điều là mình biết được cái cách thức mình tháo ra, mình nghiên cứu nó, mình học hỏi thêm nhiều cái hay. À, mình gắn là thôi. À, thì các bạn lưu ý cái điều quan trọng đó là chúng ta cần phải đánh dấu trước khi chúng ta ráp. Đây cái mực xanh nằm đây còn. Mực xanh nằm đây còn, mình sẽ kiếm cái mực xanh nằm đâu. Đây. Mực xanh của cái này nằm đây. Rớt, 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 rớt. Đây các bạn ha, lưu ý. Cái mực xanh nó nằm đây. Đây cái mực xanh nằm đây nè. À mực xanh nằm đây. Thì chúng ta ráp cũng cái mực xanh nằm đúng cái vị trí luôn để tránh tình trạng mà nãy. Đây. Hai cái mực xanh nó ráp nhau nè, chúng ta đây lại. Chúng ta cố gắng á, mình vặn ốc á, vặn theo chiều, có nghĩa là bây giờ mình ráp con ở đây. Đúng không? Một chút xíu chúng ta ráp cái con đằng kia. Mình ráp tiếp con đằng này, ráp chéo chéo góc với nhau chứ đừng có ráp liền năm ba con. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ dặn hết. Rồi ok nè các bạn, cái này đã xong rồi nè, mình đã xong cái phần này ha. Thì bây giờ chúng ta cũng tiến hành hồi nãy tháo ra, bây giờ bốn ốc, sáu ốc mình đã ráp lại hết rồi nè, 1 2 3 4 5 6. Các bạn hãy lưu ý chúng ta đều ráp ráp đều và siết cho những cái này nó cứng lại, để làm chi, để hai cái phần ron hồi nãy á, với là cái mần mặt này nó phải kín lại với nhau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử thử giống như cái con này thôi, mình thử mình hỏi bằng hơi. Nói chung là khi mà các bạn thử, các bạn cảm thấy mà khi mà cái hơi mình thổi vô mà nó không đi ra hướng này, như là thổi bằng đầu này mà không ra hướng này là cái ron đó nó kín ha. Thì để mà an toàn mà chắc cú hơn, các bạn nên thử bằng cách là cấp cái nguồn điện 220 vô đây, thử từng từng cái motor một thì để chắc cú hơn, thì nó sẽ đảm bảo cái độ chính xác cao hơn là thử bằng miệng như mình. Tại đây đang ở trong kho, nó không có cái nguồn nước để mình thử. Ok rồi, coi như là video đây đây là đã kết thúc, để chia sẻ các bạn những cái chủ đề mà mình xử lý cái vụ mà rò rỉ nước, có nghĩa là cái trường hợp này gặp là khách hay báo về là tại sao mà máy đã ngắt điện rồi mà nước nó cứ rỉ rỉ rỉ, hoặc là để quần áo qua đêm sáng ngày sao nó ướt nhẹp, thì đây là cái nguyên nhân nó gây ra bởi này, tại vì cái ron nó không có kín. Thì chúng ta xử lý bằng cách tháo ra, vệ sinh hết tất cả ron phốt này kia nọ và gắn lại lại thôi, rồi tiến hành kiểm tra thử giống như mình đã thử cho các bạn xem. Coi như cái video này hy vọng là sẽ giải thích và giải quyết được cái vấn đề một của một các bạn đã bình luận trên cái chủ đề là chia sẻ cái cách mà tại sao cái máy giặt mà nó cấp nước chưa chậm á, thì mong rằng bạn hiểu cho ha, cái chủ đề hai cái hoàn toàn khác nhau. Hy vọng rằng bạn cũng có những cái linh kiện như thế này và bạn biết được làm được cái này. Nếu mà bạn thực sự là người giỏi cái điện lạnh hoặc là thợ sửa giỏi thì các bạn sẽ không bình luận như kiểu đó đâu. Mình biết các bạn cũng đang trong quá trình nghiên cứu, nhiều khi là chưa có rõ về cái vấn đề mình trao đổi thôi. Cũng mong thì trước tiên cũng là cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem video và để lại cái bình luận.
Cũng nhờ lời bình luận đó mà hôm nay mình quyết tâm mình thực hiện cái video này cho các bạn xem. Thôi, xin được cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian để xem video. Xin được các bạn ủng hộ mình tiếp tục bằng những việc xem cũng như là bấm nút đăng ký và chia sẻ trên những trang mạng xã hội cho cái video mình có thể được may mắn được ăn đề xuất để các bạn nhiều người biết đến hơn. Xin được cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.